Bwon, tổ chức kết nối nữ doanh nhân sen vàng Việt Nam, được thành lập vào năm 2017. Bwon là một trong những tổ chức từ thiện phi lợi nhuận hàng đầu Việt Nam do tổ chức kết nối doanh nhân sen vàng Việt Nam thực hiện. Là một trong những chi nhánh chính, Bwon Hà Nội giúp kết nối những tấm lòng hảo tâm và lan tỏa đến những hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn tại khu vực miền Bắc. Thực hiện các sứ mệnh cao cả của Bwon Việt Nam đã đề ra, Bwon Hà Nội là nơi kết nối các tấm lòng hảo tâm tại các tỉnh, khu vực miền Bắc để tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, lan tỏa yêu thương nhằm góp sức xây dựng, phát triển đất nước. Dưới sự điều hành, lãnh đạo của Chủ tịch bà Nguyễn Hương Giang, Phó Chủ tịch Thường trực bà Dương Quỳnh Liên, cùng các Phó Chủ tịch là bà Nguyễn Lan Phương, bà Đinh Thị Thu Loan, bà Tô Tuyết Nhung, bà Trần Kim, bà Nguyễn Thị Hạnh. Bwon Hà Nội hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra và đưa tổ chức phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. Các thành viên của Bwon Hà Nội luôn luôn tích cực, năng động, nhiệt huyết trong các hoạt động của tổ chức, tạo ra những thành công đáng kể cho năm vừa qua. Không thể không kể đến như hoàn thành và trao tặng 7 ngôi nhà tình thương cho các hộ đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, xây dựng trường học trường mầm non Nhiễu Lũng cho các bạn nhỏ tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, trao tặng 535 chiếc áo cho trường tiểu học An Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Những thành tựu này không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ luôn được Bwon phát triển mạnh hơn nữa trong những năm tới. Nằm trong khuôn khổ định hướng của tổ chức Bwon Việt Nam, Bwon Hà Nội sẽ thực hiện những mục tiêu đề ra phát triển mạnh hơn tại khu vực miền Bắc. Với 3 mục tiêu chính, thứ nhất đẩy mạnh tốt hoạt động từ thiện, kêu gọi thêm những mạnh thường quân cùng chung tay góp sức. Thứ hai, tiếp tục mở rộng tổ chức đến nhiều tỉnh thành khác nhau. Thứ ba là tạo thêm những buổi giao lưu, chia sẻ đời sống cũng như tinh thần của các thành viên trong tổ chức. Cụ thể, trong năm 2019, tổ chức Bwon Hà Nội sẽ thực hiện phát đi 1.000 chiếc áo ấm gửi đến cho các em nhỏ vùng cao, xây dựng 4 điểm trường học, thư viện, các dự án trồng cây xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phổ cập kiến thức phân loại rác thải tại các phường, quận cho người dân nhằm nâng cao ý thức cũng như bảo vệ môi trường sống của chúng ta và giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái gắn kết yêu thương, Bwon Hà Nội sẽ luôn chào đón các nhà hảo tâm cùng chung sức để thực hiện nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nâng đỡ những mảnh đời. Hãy là một phần của Bwon để góp phần vẽ tiếp những ước mơ về những chiếc áo ấm, những bữa cơm, những ngôi nhà nhỏ. Nhưng nó sẽ mang lại những giá trị về tinh thần lớn lao không chỉ cho người nhận lại mà còn là giá trị về tình yêu thương của người cho đi.